Hoàng Vi xin kính chào quý vị đang đến với chương trình sự kiện trong ngày của Sài Gòn TV và xin kính chúc quý vị có một cuối tuần vui vẻ, thư thái và bình an. Thưa quý vị, chúng ta, Hoàng Vi nhiều lần có thưa là chúng ta gặp nhau bây giờ chỉ chúc nhau là một ngày an lành, chỉ chúc nhau gần như là trong một cái khoảng là từng ngày, từng giờ thôi chứ không dám chúc những mong ước một cái điều gì đó lớn hơn. Nhưng mà có lẽ ngày hôm nay, thưa quý vị, khi mà trước khi Hoàng Vi chuẩn bị lên sóng, Hoàng Vi nhận được một cái tin breaking news mà cần muốn phải được thưa quý vị. Nhưng trước khi đưa vô chi tiếc thì có lẽ từ đây về sau chúng ta hơi chợn lại khi mà chúc nhau một cái chữ là chúc nhau ngày an lành. Bởi vì sao thưa quý vị? Ngày hôm nay tràn ngập trên các phương tiện truyền thông chỉ khoảng 20 phút trước, Hoàng Vi thấy có một cái tin xảy ra ngay tại Hà Nội khi mà công an của huyện Thường Tín Hà Nội vừa cho biết đã bắt giam hai cái cô bảo mẫu mà hai cô bảo mẫu này có tên là Nguyễn Thị An 30 tuổi và Nguyễn Thị Lành 31 tuổi thường trú tại Hà Nội để điều tra về vụ án giết người. Hai cô bảo mẫu này giết ai? Chắc quý vị dễ hình dung, đó là cô đã giết một em bé, một bé trai mới có 17 tháng tuổi mà hai cô này là cô giáo bảo mẫu. Câu chuyện xảy ra là từ ngày 23 tháng 2, thì theo lời của hai cô bảo mẫu này đó là khai báo chối quanh co cho rằng là em khóc mẹ chở em đến rồi gửi ở cái nhà giữ trẻ này và em cứ khóc cứ đòi mẹ rồi buổi trưa không chịu ngủ thì hai cô này bực mình quá cho nên mới có cái hành động là hành hạ và đánh đập em cho đến chết nhưng mà đây không phải là cái lời khai đầu tiên Công an nói rằng á, ngay từ ngày đầu tiên khi mà bắt đầu xảy ra cái câu chuyện là em bé này bị đưa vô bệnh viện đó thì công an có đến hỏi hỏi thăm thì hai cô này nói đầu tiên là em té ngã. Sau đó công an nói là no nếu mà té ngã thì những cái vết thương như thế này là nó không có phù hợp. Sau đó thì đi đến chi tiết là vì cái cô An đó cổ đi lùi lại cho nên đụng cái bé trai này và bé trai này ngã ra đằng sau. Rồi sau đó cô lành mới ẩm em bé này lên và đi một vài bước thì bị té cho nên em này rớt xuống và dẫn đến là em này khi mà đưa vô bệnh viện thưa bác uh, quý vị bác sĩ nói là em bị chấn thương sọ não rồi bị uh, máu bầm tụ ở não và cuối cùng là em đã không thể qua khỏi em đã tử vong cái câu chuyện này là một trong số những câu chuyện nó nhan nhản nó xảy ra ở Việt Nam Và nó làm cho những cái ông cha, ông ba, bà mẹ mà có con nhỏ mà phải gửi đi học đó, Thưa quý vị, nó lúc nào cũng xảy ra trong cái tình trạng non nớm Quý vị có thể hình dung được rằng ở những cái khu công nghiệp lao động đó Công nhân phải đi làm và tăng ca nữa 8 giờ sáng là phải đi vô công xưởng Rồi chiều 5-6 giờ tối mới về Mà những cái đồng lương của công nhân thì ọp ẹp Mà phải chi tiền trọ ở nhà trọ nè rồi buổi chiều ra đó thì đi chợ những cái chợ mà ban ngày ấy, thưa quý vị chợ tươi thịt tươi cá tươi thì người có tiền đã mua hết rồi buổi chiều công nhân mà tan tầm ấy, đi ra chợ thì mua những cái miếng thịt những cái bó rau nó đã héo chợ chiều mà rồi con cái thì ai gửi gửi ai con cái thì gửi cho những cái cơ sở giữ trẻ mà có khi là không có phép như thế này và được những người gọi là cô giáo Um, lúc ở nhà mẹ cũng là cô giáo mà khi đến trường cô giáo như mẹ hiền Mẹ hiền thế này đây thưa quý vị chỉ vì em bé 17 tháng tuổi Nó khóc nó đòi mẹ nó không chịu ngủ Và thế là cuối cùng hai cô giáo tên An và Lành Đã khai thật với công an sau nhiều ngày đấu tranh Đã khai thật rằng vì tức giận quá chịu không nổi cho nên đã đạp vào đầu của em bé, đạp vào ngực của em bé rồi ẩm em bé lên và ném xuống đất. Chúng ta có thể được hình dung, hình dung được là người cha, người mẹ mà không cần phải là cha mẹ của em bé trai 17 tháng tuổi này đâu, mà chỉ cần chúng ta một lần làm cha làm mẹ thôi. Mà đọc được những cái thông tin này thì thấy phẫn uất lắm, thấy đau xót cho các con lắm. Và đó một lần nữa cái vấn đề về những cô bảo mẫu mà hành hạ trẻ em ở đây không phải là chuyện hiếm ở Việt Nam. Và nó cần phải có một cái biện pháp rắn chắc hơn, quản lý chặt chẽ hơn những cái cơ sở trong trẻ như thế này. Và đặc biệt cái là đòi hỏi những cái cô giáo, những cái người mà đứng ra trong trẻ đó phải đáp ứng những cái điều kiện đầu vào như thế nào. Cái chuyện mà nóng tính cha mẹ đôi khi nóng tính còn xảy ra cái chuyện mà đánh đòn con để cho con những cái vết hằn ở trên, trên 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 da trên thịt nhưng mà nếu đó là những người cha mẹ cũng đáng lên án, Hoàng Vi không có cho đó là một cái hành động đúng. Nhưng mà nếu những cái người mà quyết định đi làm cái nghề mà giữ trẻ như thế này đó, nếu mà họ biết rằng họ là người nóng tính, họ không thể kiên nhẫn, họ không thể ngồi để mà đút những cái đứa trẻ mà đến giờ ăn nó không ăn, nó cứ ngậm miệng đến thinh vậy nó không chịu ăn, hoặc là họ không chịu được tiếng khóc, ỉ ôi hay là la hét của trẻ, thì đừng làm nghề này. Đi làm cái nghề bưng phở thì có thể là nó sẽ dễ chịu hơn và đó để mở đầu tin ngày hôm nay. Hoàng Vi dự định là một cái ngày cuối tuần sẽ mở đầu bằng một cái tin tức và một cái lời chúc vui. Nhưng xin lỗi quý vị không thể nào khác được bởi vì cái tin vừa mới nhận được nó quá phận út. Khi mà hai cô giáo lại đặt ngay cái tên là An và Lành mà đã ra tay mà sát hại một đứa nhỏ 17 tháng tuổi như vậy. Và em bé trai này đã vừa qua đời vào ngày 2 tây tháng 2. Thì đến ngày 3 tháng 2 thì hàng loạt truyền thông ở trong nước đã đăng tin như thế này và trở lại với nước mỹ thưa quý vị và cũng tối ngày hôm qua khi mà hoàng vi ngồi đọc tin thì đập vào mắt hoàng vi một cái dòng thông tin nó cũng không phải là cái chuyện hiếm ở mỹ nó là cái chuyện gần như diễn ra gần như cơm bữa ở mỹ luôn và đây cũng phải là lần đầu tiên mà hoàng vi thưa chuyện với quý vị về vấn đề này hoàng vi thưa hoài nhưng mà vấn đề này nó vẫn cứ xảy ra hoài bởi vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của chúng ta những cái người dân mỹ và những gia đình của chúng ta và con em của chúng ta khi đến trường học Câu chuyện xảy ra ở Chicago thưa quý vị. Khi mà mới ngay ngày hôm qua ngày thứ 5, một cảnh sát có tên là Andre Vasquez lasso 32 tuổi trong lúc mà đang truy bắt một cái đối tượng tình nghi về tội phạm thì hai bên đã có đấu súng qua lại và cuối cùng đã người cảnh sát này đã bị nghi can bắn chết. Nghi can này thì cũng bị trúng đạn của cảnh sát nhưng mà bây giờ thì đang trong cái tình trạng rất là nguy kịch và đang chuyển đang nằm ở trong bệnh viện. Nhưng mà cái viên cảnh sát này đó đã không may ngày hôm qua truyền thông uh, hãng Fox ở Chicago đưa tin là cái người cảnh sát viên này cũng đã qua đời trong cái quá trình đấu tranh và rượt theo và đấu súng với tội phạm cái câu chuyện nó không chỉ dừng lại ở đó nếu đó chỉ là một cái dòng tin võn vẹn trên cái những cái mục trang tin địa phương thôi nhưng một cái vấn đề mà Hoàng Vi đang để ý ở đây thưa quý vị cái cuộc đấu súng này nó diễn ra ngay ở trường tiểu học trước cặp mắt mấy chục cặp mắt của các em nhỏ và những cái thầy cô giáo ở cái trường Sawyer Elementary School nói rằng là các em đang cái giờ ra chơi. Tụi nó đang chơi, tụi nhỏ đang chơi ở trên cái playground và tụi nhỏ nhìn thấy cái cảnh tượng mà cảnh sát mà rượt đuổi uh, nghi can như thế này và nhìn thấy cảnh tượng nghi can ngã xuống rồi cảnh sát bị bắn chết gục ngay tại hiện trường. Tụi nhỏ bị kích động và chúng ta cũng dễ hình dung quý vị nhớ không câu chuyện xả súng ở trường tiểu học đề ở Texas cũng vậy nó còn khủng khiếp hơn như vậy khi mà 19 em nhỏ đã bị lấy mạng từ cái tay nghi can mà điều mà kinh dị hơn là nghi can đó thưa quý vị đã dồn các em và cô giáo vô một phòng rồi nã nạn như là một cái trò hành hình ở thời trung cổ những cái câu chuyện bạo lực súng đạn này vẫn xảy ra ở Mỹ. Chúng ta, những cái người dân, công dân ở Mỹ sống như thế này, chúng ta làm được gì hơn? những cái chuyện mà kiểm soát súng á nó không thể thực hiện được cứ bị tắt lại ở quốc hội và bây giờ cái khẩu súng người ta đem đôi khi đó như quý vị ở những cái thành phố uh, ví dụ như florida đã cho phép ra đường mà mà đem theo súng mà không cần có giấy phép ở những cái thành phố như vậy đôi khi ra đường á có thể quên cái ví có thể quên cái điện thoại nhưng mà có khi là không có quên cái khẩu súng và bây giờ ở thế kỷ văn minh như thế này nè, mà người dân ra đường mà phải dắt ở bên mình cái khẩu súng cứ y như là ở trong những cái bộ phim cao bồi viễn tưởng. Và cái điều Hoàng Vi luôn đau đấu và nghĩ nhiều nhất là về cái cuộc sống của tụi nhỏ, về cái tương lai của tụi nhỏ, về cái tinh thần của tụi nhỏ. Tụi nó lớn lên trong một cái bối cảnh ví dụ như ở Chicago, đầy cái bạo lực và đầy cái tội ác như thế này. Chứng kiến hàng ngày tụi nhỏ chắc nó quen rồi, nó không có cái sự bất bình như chúng ta đang ngồi đây mà lo lắng cho tụi nhỏ. Có không? hay là ở những thành phố mà cũng New York cũng đầy rẫy những cái tội phạm. Và ở thời nào rồi mà tụi nhỏ cứ phải chứng chứng kiến những cái cảnh mà súng nổ và máu rơi như thế này, nó làm cho Hoàng Vi nhớ cách đây cũng khoảng vào đầu tuần này nè thưa quý vị. Đọc được một cái dòng tin những cái trường tiểu học cũng là tiểu học ở Venezuela, họ đang tiến hành một loạt những cái đào tạo huấn luyện cho tụi nhỏ có thể quen với cái việc nếu mà xảy ra những cái vụ bạo lực súng đạn mà bắn nhau như thế này thì tụi nhỏ nó sẽ trốn như thế nào, nó đối phó như thế nào. Nhưng mà có một cái câu trong cái cái đoạn tin làm cho Hoàng Vi để ý, tụi nhỏ sống ở Venezuela đó, tụi nó quen thậm chí đó nó nghe cái tiếng súng nổ, nó còn biết là súng cái 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 tiếng này là bắn ra từ cái khẩu súng như thế nào và nhiều nhiều đứa nhỏ nó nói với phóng viên của hãng Reuters là tụi con bây giờ tụi con không có muốn đến trường. Đến trường mà cứ thấy bắn nhau ầm ầm như thế này tụi con không có muốn đến trường. Và Venezuela là một cái đất nước tội phạm và cả những cái băng đảng thanh toán nhau rất là nhiều. Chúng ta biết rõ điều đó, nhưng mà Mỹ đâu phải là Venezuela. Vậy mà những cái câu chuyện này tụi nhỏ ở cái trường tiểu học còn nhiều khi đi học nước mũi còn chưa có quẹt sạch nữa mà vẫn phải chứng kiến cảnh mà rượt đuổi nhau thế này sẽ có người nói rằng hoàng vi tại sao mà từ một cái câu chuyện rất là đơn lẻ về một cái vụ mà cảnh sát rượt đuổi đối với tội phạm mà nâng quan điểm lên thành một cái vấn đề như vậy nhưng thưa quý vị vấn đề về bạo lực súng đạn đâu phải chỉ mới xảy ra ở mỹ mới đây chúng ta quá biết rồi và chúng ta vẫn thường kêu gọi là yes cái tu chánh án thứ hai được quyền sở hữu súng không ai phản đối chuyện đó nhưng làm ơn hãy kiểm soát cái việc mà sở hữu súng này như thế nào và cái điều thứ hai nữa là cả cái câu chuyện quản lý và xử phạt đối phó với tội phạm như thế nào nó bắt đầu đến một cái dòng tin tiếp theo đây mà hoàng vi muốn thưa quý vị quý vị nhớ là vào chương trình sự kiện trong ngày hôm qua hoàng vi có thưa quý vị về cái lời tuyên bố của đương kim tổng thống joe biden khi ông đến maryland trong một cái hội nghị của đảng dân chủ ông nói rằng đảng dân chủ luôn đoàn kết và thực ra chưa bao giờ đoàn kết như bây giờ ông thấy chưa bao giờ đoàn kết như bây giờ và ông liệt kê ra một số những cái thành tựu mà chính phủ của tổng thống joe biden cũng như là đảng dân chủ đã thực hiện trong suốt hai năm qua và ông gửi một cái lời kêu gọi những cái thành viên của đảng dân chủ những nhà lập pháp những chính trị gia đừng có chỉ lẳng lặng thực hiện và hãy để cho người dân mỹ biết rằng ai là người thực sự lo cho đất nước này và lo cho người dân phải đi và nói cho người dân biết về những thành tựu, những cái điều mà thực sự minh đã làm. Và ông kể ra là đạo luật hạ tầng cơ sở, rồi đạo luật chống lạm phát và đã được cái sự đồng thuận ở lưỡng đảng. Và ông nói rằng đảng Dân Chủ bây giờ đoàn kết lắm. Và ông nói rằng chính những cái lời tuyên bố và những cái việc mà xảy ra ở đặc biệt ở tại Hạ Viện hiện nay nè, với một số cái dân biểu lầy cho đến rất lầy và tự vỗ ngực xưng tên nói rằng không, tôi không phải là MAGA mà tôi là siêu MAGA thì ông nói rằng những cái nhân vật như cái cô marjorie taylor green đó thì chỉ làm cho đảng dân chủ có thể thu hút có thêm nhiều người bên phía đảng cộng hòa và tìm đến đảng dân chủ mà thôi hoàng vi tóm lược lại cái thông tin nền về cái lời tuyên bố và cuộc gặp của tổng thống joe biden với hội nghị của đảng dân chủ vào ngày hôm thứ tư chúng tôi đã đưa tin ngày hôm thứ năm thưa quý vị ở washington dc và ở quốc hội đang xảy ra một cái sự phải nói là khá là nháo nhào trong đảng dân chủ khi mà vào ngày trưa ngày hôm qua tổng thống joe biden trong một cái cuộc họp kín với lại thành viên của đảng dân chủ thì ông có đưa ra một cái lời tuyên bố như thế này nếu như mà phía bên các cái vị thượng nghị sĩ mà thông qua một cái đạo luật do một dự luật do đảng cộng hòa đã đề nghị đã được thông qua hết ở hạ viện bây giờ chuyển lên thượng viện nếu như mà thượng viện sau đó cũng thông qua và chuyển sang bàn của tổng thống thì ông sẽ không có dùng cái cây bút của mình để mà veto nó để mà phủ quyết cái đạo luật đó và cái đạo luật đó là do đảng cộng hòa đề xướng đạo luật đó là gì thưa quý vị đạo luật đó cái dự luật xin lỗi dự luật do Đảng Cộng hòa đưa ra ở Hạ viện đó. Theo đó là họ đề nghị phủ quyết một cái điều lệ chống tội phạm của Washington DC. Cái điều lệ này đó là do hội đồng uh, District Council của Washington DC đã từng chỉnh sửa lại những cái điều, những cái điều khoản trong cái việc mà trấn áp và cho, đối phó với tội phạm. Chúng ta biết là cái tình hình tội phạm ở DC cũng không phải là ít đâu. Nhưng mà cái hội đồng của quận District Council vào năm vào tháng 11 năm 2022, họ đã chỉnh sửa, họ đã phủ quyết một cái đạo luật đã có trước đó. Theo đó, cái đạo luật mà họ được trình làng đưa ra mà họ mới chỉnh sửa vào tháng 11 năm 2022 á thì là họ sẽ giảm giảm đến mức tối đa những cái khung hình phạt đối với những cái tội criminal mà xảy ra ngay tại DC. Ví dụ như những cái độ tội mà cướp xe, những cái hành động mà cướp xe đó thưa quý vị thì làm sao phải giảm cái hình phạt xuống ở mức thấp nhất. Và bên cạnh đó là cho bồi thẩm đoàn của những cái uh, vụ xử, những cái, uh, cái case mà phạm tội mà gọi là phạm tội nhỏ lẻ thôi, minor case thôi thưa quý vị, những cái hành động nhẹ thôi thì sẽ cho bồi thẩm đoàn có thêm nhiều cái quyền lực hơn nữa thì giới chỉ trích những cái chuyên gia luật đó chỉ trích là nếu mà cái case nào mà cũng đòi đưa ra tòa không có chịu xử mà cứ đưa ra tòa đó thì sẽ làm cho cái hệ thống tòa án ở DC sẽ trở nên quá tải nhưng mà đó là cái điều mà hội đồng quận Uh, của DC DC là uh, District of Columbia chắc quý vị đã biết thì hội đồng quận là District Council đã chỉnh sửa cái đạo luật đã có của DC sau đó bà thị trưởng của DC DC là bà Muriel Bowser đã phủ quyết cái luật của hội đồng thành phố đưa ra là vào tháng 1 năm nay sau đó District Council lại phủ quyết một lần nữa cái điều luật của bà thị trưởng Muriel Bowser nó hơi rắc rối phải không thưa quý vị? Tức là đầu tiên nó xuất phát từ một cái đạo luật chống tội phạm và sau đó District Council đã lên chỉnh sửa nó và cho cái hình phạt mà dành cho những cái tội mà như trộm cắp xe đó giảm nhẹ cái hình phạt một cách tối đa thì sau đó bà thị trưởng bà sợ bà nói rằng không làm như vậy thì không thể nào đối phó và giải quyết làm giảm cái vấn đề tội phạm cũng đang nhức nhối lắm ở ngay trong cái khu vực của mình mà bà đang quản lý cho nên là bà đã phủ quyết cái luật này của district council vào hồi tháng 1. Thì sau đó là vào hồi tháng 2, District Council lại phủ quyết lại điều đó. Và chính vì như vậy cho nên Quốc hội Liên bang của Hoa Kỳ đã vào cuộc. Bởi vì theo hiến pháp thì Quốc hội được quyền phủ quyết những đạo luật nào mà có tại DC, District of Columbia và điều này được quy định trong hiến pháp. Thì vì vậy cho nên Đảng Cộng Hòa đã đưa ra một cái đạo luật là phủ quyết cái câu chuyện này. Và đã có 31 nhà lập pháp ở bên phía đảng dân chủ ở hạ viện đã cùng đứng với đảng cộng hòa trong cái câu chuyện này nhưng mà không phải là nhà lập pháp của bên dân chủ nào cũng nghĩ như vậy và họ phản đối và họ mong rằng nếu mà có chuyển lên thượng viện thượng viện hiện nay thì do đảng dân chủ nắm quyền kiểm soát nhưng mà đang trong một cái tình thế khá là nguy hiểm khi mà có hai thượng nghị sĩ là ông John Fetterman của Pennsylvania Ông gần đây đó thưa quý vị, trong cái vòng bầu cử giữa kỳ vừa rồi ông đã thắng. Nhưng mà bây giờ trong những cái tuần gần đây ông vừa mới vào viện là bởi vì ông bị cái chứng là Uh, depression là cái chứng về trầm cảm đó. Cùng với ngày hôm qua, ngày thứ năm, thì bà thượng nghị sĩ Sen cũng vào bệnh viện và cả hai vị đều bên phía đảng dân chủ hết. Cho nên nếu mà cái dự luật này mà trình lên thượng viện mà đưa ra bỏ phiếu đó, thì có thể là đảng cộng hòa sẽ thắng. Nhưng mà tổng thống Joe Biden sẽ là người có cái quyết định cuối cùng nếu mà khi chuyển đến bàn tổng thống của ông và phía đảng dân chủ đang nghĩ rằng với cái tinh thần đoàn kết cao như vậy họ hy vọng là ông Joe Biden sẽ dùng cái cây viết của mình để mà phủ quyết cho cái dự luật này nhưng mà như là một cái điều rất là làm nhiều nhà lập pháp bên phía đảng dân chủ ngay tại quốc hội thất vọng ngày hôm qua ông tuyên bố tôi sẽ không phản đối cái dự luật này nếu mà được trình qua bàn tổng thống tại sao lại có cái câu chuyện này tại sao lại có cái sự chia rẽ như thế này khi chỉ mới ngày hôm trước tổng thống Joe Biden nói là đảng chủ rất là đoàn kết cơ mà. Hoàng Vi xin phép sẽ được trở lại sau ít phút dành cho thương mại.